gỗ Ngọc Am Hà Giang và gỗ Pơ Mu Yên Bái sẽ khác nhau như thế nào? Đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được về màu sắc. Gỗ Ngọc Am Hà Giang mang một cái màu sắc đậm, sẫm màu hơn so với gỗ Pơ Mu Yên Bái. Pơ Mu Yên Bái thì mang một cái màu sắc của cái sự tươi, sáng, cái sự vàng, giống như là cái vàng chanh, vàng đậm. Đến thứ hai đó là cái phần vân gỗ. Vân gỗ của hai loại này thì tương đối gần giống nhau. Vân gỗ đều là vân tỏa, vân nhiều, vân sóng. Đến thứ ba đó là cái mùi hương của loại gỗ. Hương gỗ của Ngọc Am Hà Giang mang cái màu sắc của sự đậm, cái hương vị nó sẽ hơi khắt hơn. Còn cái hương thơm của gỗ Pơ Mu Yên Bái thì nó sẽ mang cái sự thanh khiết nhẹ nhàng, giống như là những cái thanh âm nhẹ nhàng, thanh khiết như này. Còn gỗ Ngọc Am Hà Giang thì sẽ mang cái âm rất là trầm nặng, giống như là cái tiếng trống. Và cái cuối cùng đó chính là cái độ nặng kết cấu của gỗ. Kết cấu của hai loại gỗ này có thể nói là 1:9 và 1:10 với nhau, nặng gần tương đương như nhau, bởi vì các cái thớ gỗ và tom gỗ của hai loại gỗ này đều tương đối là săn và mịn. Bởi vì gỗ Ngọc Am Hà Giang thì sống ở trên núi cao của Hoàng Su Phi, và gỗ Pơ Mu Yên Bái thì cũng sống ở các dãy núi đá cao. Chính vì như thế cho nên là cái độ săn kết của gỗ là tương đương giống nhau.